Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Cát Lương Kiều Anh hẹn hò chồng ở Pháp. Chuyến đi Paris đầu tháng 10 là dịp ôn lại kỷ niệm ngày đầu yêu nhau của Cát Lương Kiều Anh và ông xã Văn Quỳnh. Kiều Anh, Văn Quỳnh trông như cặp mới yêu dù trải qua gần 4 năm hôn nhân và có một con trai chung 2 tuổi, bé Sao. Cát Lương ăn vận sành điệu tạo dáng bên tháp Eiffel, khoe vẻ đẹp trước ống kính của ông xã. Suốt hành trình cô hạnh phúc vì được làm nàng thơ của chồng. Kiều Anh chia sẻ cô thích đi du lịch trong tâm thế thong thả, được thoải mái lang thang ngắm nghía mà không chịu áp lực thời gian theo lịch trình có sẵn. Đặc biệt khi ở châu Âu, được hít thở không khí se lạnh, hòa mình vào cuộc sống có phần chậm rãi. Tại đây với Kiều Anh là điều rất đáng trải nghiệm. Vợ chồng Cát Lương đến Paris đúng ngày mưa nhưng sau đó trời bất ngờ nắng. Kiều Anh nhận xét sự thất thường của thời tiết tại thủ đô nước Pháp cũng giống tính cách cô. Nữ ca sĩ thời thượng trong một set đồ màu sáng được phối cùng sự kiện sành điệu. Cô nói đùa mình chỉ là mẹ của cậu nhóc 2 tuổi chứ không phải tín đồ thời trang đình đám nào cả. Cát Lương Kiều Anh khoe gu ăn mặc trên đường phố Paris. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.